Phần đoạn kinh thánh của chúng ta hôm nay đó là trong sách Các Quan Xét từ chương 2 câu 6 đến câu 15. Xin dân sự của Chúa chúng ta cùng đọc ạ. Sau khi Josue cho dân chúng về, mọi người Israel đều đi nhận lấy phần đất chia cho mình làm sản nghiệp. Dân chúng phụng sự Đức Giê-hô-va suốt thời gian Josue còn sống và suốt thời gian các trưởng lão còn sống sau Josue là những người đã chứng kiến tất cả công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel. Sau đó, giô con trai của Nun, đầy tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, hưởng thọ 110 tuổi. Người ta chôn cất ông trong phần đất thuộc sản nghiệp của ông tại Thimnat Here trên vùng đồi núi Ép-ra-im về phía bắc núi Ga-ách rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình và một thế hệ khác tiếp nối họ chẳng biết đức jehovah cũng chẳng biết các công việc mà ngài đã làm cho israel bấy giờ dân israel làm điều ác trước mắt của đức jehovah phụng sự các thần tượng ba anh lìa bỏ jehovah đức chúa trời của tổ phụ là đứng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Egypto họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lại các thần tượng đó khiến Đức Giê-hô-va nổi giận. Họ đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà phụng sự ba anh và át tạt tê. Vì thế, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với Israel. Ngài phó họ vào tay kẻ cướp để chúng bóc lột họ. Ngài bán họ cho các kẻ thù chung quanh và họ không chống cự nổi kẻ thù mình. Mỗi khi họ ra trận, tay của Đức giê hô va đều giáng họa trên họ như Đức giê hô va đã thề phán với họ họ lâm vào cảnh khốn cùng phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc được chép theo bản hiệu đính để cho chúng ta dễ hiểu hơn nó là nối tiếp cho câu chuyện trong sách xuất Egypto ký và sách Josue. Sau khi dân Israel được Chúa cứu khỏi Ai Cập và họ đã trải qua 40 năm thử thách trong đồng vắng, thì cuối cùng bây giờ là lúc họ tiến vào xứ Canaan là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ. Nhưng những người được nhận lấy xứ Canaan không phải là những người của thế hệ trước, vì thế hệ đó đã làm bầm và chống nghịch Chúa. Những người mà cùng đi với môi xe cùng đi với A-rôn không được vào nhận lấy xứ hứa, họ đã bị diệt hết ở trong đồng vắng trong hoang mạc, bởi vì họ đã làm bầm và chống lại Chúa. Và những người mà được nhận lấy xứ hứa này là những người 20 tuổi trở xuống trong thời đó là những con cháu của thế hệ trước. Họ vào nhận lấy sứ hứa. Trừ Jose và Caleb là hai chiến binh dũng cảm và tin cậy Đức Giê-hô-va thì được nhận lấy sứ hứa mà thôi. Và người lãnh đạo vĩ đại của dân Israel là môi xe ông cũng đã qua đời. Giờ đây thì Joshua là người được chỉ định để dẫn dân Israel tiến vào sứ hứa. Và cái thế hệ ở trong sứ hứa này là thế hệ thứ hai của dân Israel. Từ sông Dô Đanh, họ bắt đầu tiến vào xứ hứa. Và Đức giê hô va phán cùng dô rằng Ngài sẽ ở cùng ông như Ngài đã ở cùng với môi xe là đầy tớ của Ngài. Ngài phán với dô rằng ông phải thật can đảm và mạnh mẽ để có thể dẫn dân của Ngài vào đất hứa như là đã được chép trong sách dô chương 1 từ câu 1 đến câu 9. Sau khi môi xe đầy tớ của Đức giê hô va qua đời Đức giê hô va phán với giô suê con trai của Nun, phụ tá của môi xe rằng, môi xe đầy tớ ta đã chết, bây giờ con và cả dân này hãy đứng dậy đi qua sông giô đanh vào đất mà ta sắp ban cho dân Israel. Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì ta ban cho các con, như ta đã phán với môi xe. Địa phận các con sẽ từ hoang mạc và Ly-ban này cho đến sông Cái là sông Euphrates, luôn cả đất của dân Hê tít cho đến biển lớn về hướng mặt trời lặn. Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như ta đã ở với môi xe. Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ dẫn dân này đi nhận lấy đất mà ta đã thể ban cho tổ phụ họ. Hãy mạnh dạn thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà môi xe đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công chẳng phải ta đã truyền phán cho con sao hãy mạnh dạn can đảm chớ run sợ chớ kinh hãi vì jehovah đức chúa trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi và đúng như lời hứa thì Đức Chúa Trời đã phó các dân tộc xung quanh vào tay Israel. Và Ngài bày tỏ những phép lạ lớn lao của Ngài cho dân Israel như là trong cuộc vượt sông Giô Đanh hay là trong trận chiến thành Jericho hay là trận chiến tại thành Ahi thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn thành tín như vậy. Ngài vẫn bày tỏ những phép lạ lớn lao và vĩ đại như Ngài đã làm trong đồng vắng đối với người lãnh đạo cũ là Môi Xe. Và Ngài làm tất cả những điều đó để chứng minh cho dân Ngài thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời thành tín như thế nào. Dù họ liên tục bất tuân với Ngài nhưng Ngài vẫn luôn thành tín. Và để họ nhận biết rằng nếu như không bởi Ngài thì bởi sức riêng của họ, họ sẽ không thể vào được xứ này. Vì xứ này là toàn những dân rành ràng và các thành to lớn, các thành vững bền. Và nếu như bởi sức riêng của dân Israel, dân đó sẽ không bao giờ có thể đặt chân được đến vùng đất hứa. Nhưng tất cả những gì Ngài bày tỏ ra đó là để cho họ biết rằng họ vào đó chỉ bởi lòng nhân từ lòng thương xót và bởi quyền năng của ngài mà thôi lớp người cũ đã qua đi và giờ đây là lớp người thứ hai tiến vào sứ hứa lớp người thứ hai này có điều rất đặc biệt họ là những người đã chứng kiến các công việc lạ lùng của đức chúa trời tại xứ ai cập khi đó họ vẫn còn là những con trẻ nhưng họ đã chứng kiến các công việc lạ lùng của chúa trong xứ ai cập Đồng thời họ cũng thấy sự sửa phạt của Ngài trên những người bất tuân. Cũng như là họ cũng trực tiếp kinh nghiệm sự thành tín, trực tiếp kinh nghiệm các phép lạ của Ngài bày tỏ trực tiếp đối với họ. Bây giờ khi họ bắt đầu tiến vào xứ hứa thì Ngài trực tiếp bày tỏ phép lạ của Ngài trên thế hệ đó, trên chính những con người đó. Và dường như đây là một thế hệ sẽ được kỳ vọng là họ sẽ sống một đời sống vâng phục Đức Giê-hô-va và tuân theo ý chỉ của Ngài. Nhưng dường như dân Israel vẫn chưa học được bài học cho mình. Khi dân Israel tiếp tục đánh chiếm các vùng đất mới trong xứ Canaan thì họ lại một lần nữa thất bại trong sự vâng lời Chúa. Trước khi qua đời, Joshua đã dặn dò Israel về mạng lệnh của Đức Giê-hô-va như sau. Joshua chương 23 từ câu 11 đến 16. Vậy hãy cẩn thận giữ mình để kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Nếu anh em trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa anh em và kết thông ra với chúng cũng như liên hiệp với chúng, thì phải biết chắc rằng Jehovah Đức Chúa Trời của anh em sẽ không tiếp tục đuổi những dân tộc này khỏi anh em nữa. Nhưng chúng sẽ làm lưới và bẫy cho anh em, làm roi đánh vào sườn, làm gai đâm vào mắt, cho đến khi nào anh em bị tiêu diệt khỏi xứ sở tươi đẹp này mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã ban cho anh em. Bây giờ tôi sắp đi con đường mà cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng, hết linh hồn nhẫn biết rằng trong các lời lành mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã phán với anh em, chẳng có một lời nào sai nhưng tất cả đều ứng nghiệm cho anh em. Thật chẳng một lời nào sai cả. Nếu tất cả những điều lành mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã phán được ứng nghiệm cho anh em thể nào, thì đức jehovah cũng sẽ đem những điều dữ đến trên anh em thể ấy cho đến chừng ngài hủy diệt anh em khỏi xứ tốt đẹp này mà jehovah đức chúa trời đã ban cho anh em nếu anh em vi phạm giao ước mà jehovah đức chúa trời của anh em đã thiết lập và đi phụng sự các thần khác cùng quỳ lại trước chúng thì cơn thịnh nộ của đức jehovah sẽ nổi bừng lên với anh em và anh em sẽ sớm bị tiêu diệt khỏi xứ sở tươi đẹp mà ngài đã ban cho anh em Lời Josue cảnh báo cho dân Israel ở đây rất là rõ. Đó là khi họ tiến vào xứ hứa thì họ không được kết hiệp, không được thông dâm với các thần của các dân ngoại, không được cưới các con trai con gái của mình cho các dân ngoại đó, không được làm thông gia với họ. Bởi vì nếu như vậy thì chính các dân tộc đó sẽ làm bẫy cho dân Israel, làm roi đánh vào sườn và làm gai đâm vào mắt cho dân Israel. Chính những dân tộc đó sẽ là một cái bẫy gây nên sự bại hoại cho dân Israel. Và Giôsuê nói rằng dân Israel hãy cẩn thận, bởi vì những lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán, tất cả đều đã được ứng nghiệm cho họ, thì những lời giữ cũng vậy. Nếu như tất cả những lời lành Chúa đã phán cho dân Israel được ứng nghiệm không sai một lời nào trên dân Israel thì những điều giữ Ngài đã phán cũng sẽ như vậy, nếu như họ không làm theo lời của Ngài và Đức Chúa Trời Ngài bảo dân Israel rằng họ phải đuổi hết các dân ngoại bang ra khỏi xứ. Nhưng họ đã không làm như vậy, mà vẫn sống chung cùng các dân đó và bắt các dân đó phục sự mình. Nếu như chúng ta có kinh thánh thì chúng ta có thể theo dõi các quan sát chương 1 từ câu 16 cho đến hết đoạn thì chúng ta sẽ thấy liên tục những cái câu như là con cháu Benjamin không đuổi dân Jebusit khỏi thành Jerusalem nên dân Jebusit vẫn còn sống chung với con cháu Benjamin cho đến ngày nay. Và tiếp theo, bộ tộc Manase không đuổi dân ở Bethsean và vùng phụ cận, hoặc dân ở tha an và vùng phụ cận, hoặc dân ở dor và vùng phụ cận. Bộ tộc Ephraim cũng không đuổi dân Canaan ở Gese, nên dân Canaan cứ ở tại đó với họ. Bộ tộc Sabulon cũng không đuổi dân ở Kidron hoặc dân ở Nahalo, Dân Canaan sống chung với bộ tộc Sabulon nhưng phải phục dịch họ. Bộ tộc Ase cũng không đuổi dân thành Ako, Sidon, Mahalep, Aksip, Henba, Afek và Rehob. Vậy, bộ tộc Ase sống chung với dân Canaan là dân bản xứ vì họ không đuổi chúng đi. Bộ tộc Nephtali không đuổi dân thành Bethsemet và Beth nhưng sống chung với dân Canaan là dân bản địa. Tuy nhiên, dân Bethsemet và dân beth Anat phải phục dịch bộ tộc Neptali. Dân Amorit quyết tâm ở tại núi Here, Azalon và Saanbim nhưng nhà Joseph mạnh hơn nên chúng phải phục dịch họ. Trong đoạn 1 của sách các quan xét, chúng ta có thể thấy rằng dân Israel không đuổi hết tất cả các dân mà Đức Chúa Trời đã truyền cho họ là phải đuổi đi. Nhưng họ giữ lại các dân đó để họ bắt các dân đó phục dịch họ. Vì cái lợi ích trước mắt của họ mà họ bỏ ngoài tai lời của Đức Chúa Trời và họ dấy lên lòng kiêu ngạo để nghĩ rằng cách của họ tốt hơn cách của Chúa. Bởi vì giờ đây khi họ đã được Chúa ban cho sứ hứa rồi, thì họ bắt đầu quên đi rằng họ đã ở đó bởi vì sức mạnh của Đức giê hô va quyền năng của Đức giê hô va ở cùng họ mà thôi. Họ không phải là một dân mạnh, nhưng mà họ trở thành một sự sợ hãi, một sự kinh khiếp cho các dân khác bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với họ nhưng bây giờ khi họ được vào trong xứ Canaan rồi thì họ bắt đầu quên đi rằng những cái sức mạnh đó không phải từ nơi họ mà từ nơi Chúa. Nên chúng ta thấy là có một câu chép rằng nhà Joseph mạnh hơn nên là cái dân đó phải phục dịch. Tại sao họ lại phải phục dịch? Bởi vì dân nào mạnh hơn thì dân đó sẽ làm chủ và dân nào yếu hơn thì dân đó phải phục dịch. Và bây giờ khi họ tiến vào xứ Canaan thì họ bắt đầu nghĩ rằng tất cả sức mạnh đó là của họ và muốn có người phục dịch, nên là Israel đã tha cho các dân tộc gian ác kia, không đuổi họ khỏi xứ. Dân Israel dựa vào sức mạnh của mình và nghĩ rằng họ mạnh hơn thì có thể bắt các dân khác phục dịch. Nhưng họ quên rằng lý do họ được vào xứ hứa là bởi chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi, sức mạnh đó không đến từ họ. Nhưng mà khi bắt đầu đạt được thành công thì họ quên Chúa và họ kiêu ngạo, nghĩ rằng tất cả là sức riêng của họ. Điều này đã được chính tôi tớ của Đức Chúa Trời là môi xe cảnh báo trước khi ông qua đời. Môi xe đã cảnh báo dân Israel chính xác những gì mà họ đã làm. Trong sách phục truyền luật lệ ký chương 8, từ câu 11 đến 18, Hãy cẩn thận kẻo anh em quên Jehovah Đức Chúa Trời, không tuân giữ những điều dân, mệnh lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay tôi truyền lại cho anh em. Đừng để sau khi đã ăn no nê, xây nhà tốt để ở, thấy bò chiên gia tăng, bạc vàng và mọi tài sản mình đều dư dật, thì lòng anh em kiêu ngạo, quên Jehovah Đức Chúa Trời là đứng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Vậy phải cẩn thận, đừng tự bảo rằng chính năng lực và sức mạnh của đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ này. Nhưng phải tưởng nhớ Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đứng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ này để thực hiện giao ước mà ngài đã thề với tổ phụ anh em như ngài đang làm ngày nay và dân israel đã vấp phải điều môi xe cảnh báo họ họ thậm chí làm chính xác những điều môi xe bảo họ không được làm môi xe bảo họ không được làm gì thì họ làm chính xác lại những điều đó có thể ban đầu họ nghĩ đơn giản là các dân kia yếu hơn nên là phải phục dịch nhưng đức chúa trời trong sự toàn năng toàn tri của ngài thì ngài đã biết rằng israel sẽ xa vào lưới của ma quỷ khi làm như vậy họ đã tin vào khả năng của riêng mình hơn là tin vào sự khôn ngoan của chúa và từ đó họ từng bước xa ngã vào các lối của kẻ thù khi mà chúa phán rằng phải đuổi hết các dân trong xứ bởi vì các dân đó là các dân tộc gian ác các dân tộc tội lỗi là các dân tộc mà đức chúa trời ghép nhưng họ lại không đuổi thì các dân tộc đó lại làm một cái bẫy cho họ để họ xa ngã thì cũng giống như vậy khi chúa bảo chúng ta rằng phải làm sạch hết tất cả mọi tội lỗi và hết tất cả mọi thần tượng của chúng ta nhưng chúng ta vì lưu luyến và chúng ta vì nghĩ rằng mình vẫn có thể cai trị được trên tất cả những cái điều đó trên tất cả những sự ham muốn hay những tội lỗi vấn vương của chúng ta chúng ta nghĩ rằng chúng ta có sức để chúng ta cai trị trên những điều đó và chúng ta không dẹp bỏ hết tất cả những điều đó thì chính những tội lỗi dễ vấn vương và những gánh nặng của đời này nó sẽ trở thành một cái bẫy cho chúng ta nếu như không dứt khoát từ bỏ chúng. Như trong sách Hebrew chương 12 câu 1 đã chép rằng cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho ta. Trong cuộc đua của chúng ta, Theo bước đường chúng ta theo Chúa thì có rất nhiều những cái gánh nặng đó chính là những cái dân tộc thù nghịch này nó vẫn còn sót lại nếu như chúng ta không đuổi nó đi hết và đừng vì những lợi ích của xác thịt mà bỏ qua mạng lệnh của chúa dân israel họ chỉ nghĩ đến lợi ích của xác thịt họ đó là họ mạnh hơn nên họ có một dân để cho họ cai trị để cho họ sai vặt làm những công việc phục dịch cho họ giống như là khi dân Egypto cai trị trên dân israel vậy bởi vì xứ ai cập đó, họ mạnh hơn dân israel nên họ bắt dân Israel phải phục dịch họ. Thì bây giờ dân Israel cũng bắt các dân này phục dịch họ như vậy. Và đó là để thỏa mãn những lợi ích của dân tộc Israel. Vì những lợi ích của xác thịt đó mà họ đã bỏ qua mạng lệnh của Chúa. Còn chúng ta, nếu như chúng ta tiếp tục dung dưỡng tội lỗi và những tư tưởng của thế gian và chúng ta nghĩ rằng mình đủ sức để cai trị được nó thì đến một lúc chúng ta sẽ mắc bẫy lúc nào không hay và không có lối nào để có thể thoát khỏi xiềng xích của nó bởi vì những điều này đã được chính Đức Chúa Trời Ngài cảnh báo rồi Nên là nó không thể nào chạch đi đâu được Nếu như ngươi làm thế này thì, thì chắc chắn nó sẽ là như vậy Sự khôn ngoan của loài người không thể nào so được với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy cái kết của chúng ta và Ngài nhìn thấy cái hậu quả Khi chúng ta đã chọn bước đi sai khỏi đường lối của Ngài nó sẽ như thế nào Mọi mạng lệnh của Chúa đã được ban xuống bởi vì Chúa biết đó là điều tốt cho chúng ta nhất chứ không phải là chúa không có cách để cho dân israel được hưởng sứ hứa hay là chúa không có cách để cho họ được bình tĩnh ở trong xứ nhưng mà bởi vì họ bất tuân với mạng lệnh của chúa họ không chọn điều tốt nhất của ngài họ chọn cái sự khôn ngoan của riêng họ nên cuối cùng họ nhận lấy hậu quả đau đớn và chúng ta nên tin cậy sự khôn ngoan của chúa và bước đi theo chỉ dẫn của ngài thì sẽ không bao giờ thất bại và không bao giờ sẽ phải hối hận và để vâng lời Chúa thì cần từ bỏ những gì mình cho là đúng là phải và tin cậy sự tể trị của Ngài. Như trong sách châm ngôn, đoạn 3 câu 5 đến câu 7 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Nhưng thay vì vâng lời Chúa, để đánh đuổi hết các dân gian ác ra khỏi cái chỗ của nó. Nếu như mà dân Israel vâng lời Chúa như vậy thì họ đã được ở yên ổn và bình tĩnh ở trong xứ rồi. Và họ sẽ được tận hưởng trọn vẹn những phước lành của Đức Giê-hô-va ban cho. Nhưng bởi vì một bước họ đi chạch ra khỏi đường lối của Chúa nên họ phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Đó là y như lời Đức Giê-hô-va đã phán và y như lời Môi-se đã cảnh báo họ các dân đó đã quyến dụ israel phạm tà dâm cùng các thần tượng của họ và xây bỏ đức chúa trời sách các quan sát là một bằng chứng về một thời kỳ đen tối như vậy một thời kỳ vô luật pháp một thời kỳ bất tuân của israel vì không đuổi hết các dân kia nên một mặt họ luôn phải chiến tranh chống lại các dân đó họ luôn luôn có những sự chiến tranh chống lại với các dân tộc thù nghịch đó còn mặt khác thì họ lại bị lai tạp bởi chính những cái tội lỗi của các dân ngoại, bởi chính những thần tượng của các dân ngoại và làm nô lệ cho tội lỗi. Tất cả điều này đều là hậu quả của sự không vâng lời Chúa. Dẫn đến dân Israel luôn luôn có chiến tranh cả trong lẫn ngoài. Sách các quan sát chương 2 từ câu 6 đến câu 10. Sau khi Joshua đã cho dân chúng về, mọi người Israel đều đi nhận phần đất chia cho mình làm sản nghiệp dân chúng phụ sự Đức Giê-hô-va suốt thời gian giô còn sống và suốt thời gian các trưởng lão còn sống sau giô là những người đã chứng kiến tất cả công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel. Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình và một thế hệ khác tiếp nối. Họ chẳng biết Đức Giê-hô-va cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel. Khi dân sự nhận lấy xứ, tất cả họ đều lo nhận phần đất đã được chia và lo gây dựng sản nghiệp. Họ bắt đầu để cho những sự lo lắng của đời này chiếm hữu và quên mất mục đích Chúa đặt họ trong sứ hứa là gì. Trong sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 12, Đức Chúa Trời phán: "Ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu để con biết rằng ta đã sai con đi. Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập rồi thì các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi này." Mục đích mà Đức Chúa Trời ngài đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là để họ thờ phượng Ngài. Khi chúng ta đọc sách rất Egypt Tô Ký, thì chúng ta sẽ thấy là khi môi xe đến để thưa trình với Pharaon, môi xe luôn nói rằng là hãy tha cho dân ta đi để chúng thờ phượng Đức Chúa Trời, để chúng thờ phượng Đức giê -va. Và chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập để họ thờ phượng Đức giê -va. Mục đích Chúa giải cứu họ và mục đích mà Chúa đem họ vào một xứ tốt tươi hơn như vậy để họ thờ phượng Ngài. Vì Ngài đã thấy cảnh dân của Ngài bị hà hiếp và Ngài thương xót họ, giải cứu họ, đưa họ vào một xứ tốt hơn để họ được thỏa vui mà thờ phượng Ngài. Đó là mục đích chính của Chúa, chứ không phải mục đích chính của Chúa là đưa họ vào một xứ tốt hơn để họ được uh, tự do mà hưởng lấy hết tất cả mọi thứ và quên Chúa. Nhưng mục đích của Chúa là Chúa đưa họ vào như vậy để họ biết ơn Chúa, họ sống thỏa vui trong sự nhân từ của Chúa và thờ phượng Chúa nhưng họ đã quên đi mục đích đó mà bất tuân mạng lệnh của Chúa và không sống đúng với sự kêu gọi của Ngài. Như trong câu 7 đến câu 10, dân chúng chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va trong thời gian của giô và trong thời gian các trưởng lão còn sống sau giô mà thôi. Bởi vì đây là thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai là thế hệ nhận lấy đất Cana-an. Và cái thế hệ thứ hai này là thế hệ bắt đầu gây dựng sản nghiệp tại xứ Cana-an. Họ được nhận lấy đất và họ bắt đầu gây dựng sản nghiệp lên. Sau đó thì Josue là lãnh đạo của cái thế hệ thứ hai này qua đời. Rồi một thời gian sau các trưởng lão còn sống sau Josue, những người còn sót lại trong thế hệ thứ hai qua đời. Rồi đến trong câu 10 này là thế hệ thứ ba trong dân Israel. Bây giờ thế hệ thứ hai đã qua đời, đến thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ ba là một thế hệ không hề biết Chúa. Họ chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel. Thế hệ thứ hai là cái thế hệ đã bất tuân lời của Chúa khi họ không đuổi hết các dân ra khỏi xứ Canaan. Và cũng chính thế hệ thứ hai này là thế hệ chỉ lo gây dựng sản nghiệp mà không lo dạy dỗ con cháu và dòng dõi mình. Họ để lại cho con cháu của họ của cải và gia tài, sản nghiệp ở trên cái xứ tốt tươi này. Nhưng họ không có di sản đức tin cho con cháu của mình bông trái của đức tin đã bị mai một dần đi từ thế hệ đầu tiên cho đến thế hệ thứ hai và cuối cùng đến thế hệ thứ ba thì nó mất hẳn nó đã không được chăm sóc không được vun trồng cũng như không được nuôi dưỡng nên là theo thời gian bông trái đó khô héo và chết đi bởi vì một người chỉ có thể giữ được bông trái của đức tin trong hai đến ba thế hệ nếu như mà không chăm sóc không vun trồng và không tiếp tục uh, gây dựng cho cái bông trái đó thì nó sẽ mất đi nó sẽ chết đi Giờ đây cái dòng dõi này, cái thế hệ thứ ba này không khác gì một bầy chiên non giữa muôn ngàn muôn sói. Bởi vì các dân tộc kia chỉ trực chờ để cắn xé họ và tiêu diệt họ. Các dân tộc khác họ chỉ sợ Israel. Chỉ vì Israel có Đức Chúa Trời ở cùng họ. Nhưng bây giờ cái thế hệ thứ ba này không hề biết Đức Chúa Trời, không hề biết các công việc Ngài đã làm cho dòng dõi họ, cho tổ phụ họ như thế nào họ lại còn xây bỏ ngài và làm điều dữ nên các dân tộc kia chẳng còn sợ israel nữa và israel bị phó vào tay kẻ thù nghịch để chúng cấu xé trong cái thế hệ thứ hai thì đức chúa trời vẫn ở cùng dân israel bởi vì họ vẫn nhận biết ngài nhưng mà đến thế hệ thứ ba thì họ không còn đức chúa trời ở cùng nữa họ không còn nhận biết chúa nữa không khác gì là một bầy chiên bị lạc mất người chăn và để cho muông sói nó bâu vào để cấu xé. Cuối cùng có một cái kết cuộc tai hại cho dân Israel trong câu 11 đến 15. Bấy giờ dân Israel làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va, phụng sự các thần tượng ba anh, lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ là đứng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lại các thần tượng đó khiến Đức Giê-hô-va nổi giận họ đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà phụng sự ba anh và át tạt tê. Vì thế Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với Israel. Ngài phó họ vào tay kẻ cướp để chúng bóc lột họ. Ngài bán họ cho các kẻ thù chung quanh và họ không chống cự nổi kẻ thù mình. Mỗi khi họ ra trận, tay của Đức Giê-hô-va đều giáng họa trên họ như Đức Giê-hô-va đã thể phán với họ. Họ lâm vào cảnh khốn cùng đây là một cái kết cuộc của một thế hệ không nhận biết chúa của một thế hệ xây bỏ chúa sự thành bại của dân israel phụ thuộc vào lòng trung thành của họ đối với đức chúa trời của họ khi họ kính sợ chúa thì chúa khiến cho các dân tộc xung quanh cũng phải sợ họ chỉ nghe đến tên israel thôi là đã sợ rồi họ chưa cần đến với xứ đó nhưng chỉ cần nghe đến tên nghe đến danh dân israel này và nghe đến danh đức chúa trời của israel là các dân tộc khác đã kinh hồn mất vía nhưng bây giờ bởi vì dân Israel không còn đức chúa trời ở cùng họ nữa, vì chính đức chúa trời là sức mạnh của họ, họ không còn có sức mạnh ở cùng họ nữa. Nên họ lại trở thành miếng mồi cho các dân tộc kia cấu xé, bởi vì Chúa hành phạt họ và Chúa phó họ vào điều đó. Sự bất tuân luôn luôn dẫn đến một thảm họa. Thế hệ thứ hai đã phạm tội cùng Chúa khi họ không diệt hết các dân ấy. Thế hệ thứ hai là bố mẹ là ông bà của cái thế hệ thứ ba này. Và trong đời của thế hệ thứ hai, họ vẫn phụng sự Đức Giê-hô-va, nhưng họ không dạy dỗ các con cháu mình đường lối kính sợ Chúa. Vậy nên thế hệ đó qua đi và giờ đến thời con cháu của họ. Nhưng chính dòng dõi kế tiếp đó là những người gánh chịu hậu quả nặng nề của sự bất tuân. Đây là điều mà thế hệ thứ hai chắc chắn không ngờ tới. Thế hệ thứ hai chính là cái thế hệ đã bất tuân Chúa ngay từ đầu. Ngay khi họ đặt chân đến sứ hướng thì họ đã bất tuân lời của Chúa. Họ không đánh đuổi các cái dân tộc kia ra khỏi xứ Canaan. Và họ chỉ lo gây dựng sản nghiệp cho mình. Họ chỉ lo tích lũy của cải vật chất cho mình và cho con cháu của mình. Mà không dạy dỗ con cháu mình. Không truyền lại những lời của Đức giê hô va cho con cháu của mình. Thì trong thế hệ đó dân sự vẫn phụng sự Đức giê hô va Cứ được ở bình yên trong xứ nhưng chính cái thế hệ thứ ba là con cháu của họ là thế hệ gánh chịu tất cả mọi hậu quả mà họ để lại cuối cùng thì dân israel đã tự hủy hoại chính mình họ đã trượt dốc không phanh có ít nhất là năm nguyên nhân trong đoạn này để chúng ta có thể thấy rằng dân israel tại sao đã xa vào sự tự hủy hoại nguyên nhân thứ nhất đó là họ không làm theo điều được bảo cho làm họ đã bất tuân lời của chúa đây là cái nguyên nhân tiên quyết là cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tất cả những sự hủy hoại của dân Israel. Joshua đã truyền mạng lệnh của Chúa cho họ và chính họ là những người đã cam kết đi trong đường lối của Chúa. Joshua chương 24 câu 16 đến 24. Đây là lần Joshua lập tái lập cam kết với dân Israel trước khi ông qua đời. Dân chúng đáp rằng: "Chúng tôi quyết không lìa bỏ Đức Jehovah để phụng sự các thần khác, vì Jehovah là Đức Chúa Trời chúng tôi, Chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ lớn lao này và bảo vệ chúng tôi trên suốt hành trình và giữa các dân mà chúng tôi đi ngang qua. Thế hệ thứ hai hoàn toàn nhận biết rằng các công việc của Đức Chúa Trời đã làm trên họ như thế nào. Họ nhận biết rằng chính Ngài là đứng đã đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập và chính Ngài đã giải cứu họ như thế nào. Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi chúng tôi tất cả các dân, kể cả người Amorit vốn là dân bản địa. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phụng sự Đức giê hô va vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. giô nói với dân chúng, anh em không đủ sức phụng sự Đức giê hô va vì Ngài là Đức Chúa Trời Thánh, Đức Chúa Trời Kỵ Tà, Ngài chẳng tha sự vi phạm và tội lỗi của anh em đâu. Nếu anh em lìa bỏ Đức giê hô va và phụng sự các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ quay lại giáng họa và hủy diệt anh em sau khi đã làm ơn cho anh em. Nhưng dân chúng nói với Josue, không đâu, chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Vậy Josue bảo dân chúng, anh em tự làm chứng rằng anh em đã chọn Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài. Dân chúng đáp, chúng tôi làm chứng về điều đó. Josue nói, bây giờ hãy dẹp bỏ các thần ngoại bang khỏi anh em và hướng lòng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Dân chúng thưa với Josue, chúng tôi sẽ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và vâng theo tiếng Ngài. Ở trong cái đoạn này thì chúng ta thấy có ba lần họ đã cam kết rằng họ sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Câu 18, chúng tôi cũng sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Câu 21, chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Và câu 24, chúng tôi sẽ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và vâng theo tiếng Ngài. Chính họ đã cam kết và chính họ đã tự làm chứng về những điều mà họ nói. Nhưng vì lợi ích trước mắt và cậy vào sức riêng, cậy vào sự khôn ngoan của mình Họ đã không vâng lời ngài, bởi điều này dẫn đến một loạt các hậu quả tai hại về sau. Nguyên nhân thứ hai đó là họ chỉ lo gây dựng sản nghiệp mà không dạy dỗ con cháu mình. Họ không nghĩ đến tương lai, họ chỉ nghĩ đến cái trước mắt, không nghĩ đến cái tương lai cho dòng dõi cho con cháu của mình. Sau khi Joseph và các trưởng lão là những người kính sợ Chúa đã qua đời, thì thế hệ thứ ba lớn lên và không biết Chúa, không biết các đường lối của Chúa, không biết các công việc của Ngài. Họ xây bỏ Đức giê hô va Và như phân đoạn mà chúng ta vừa học, các quan xét đoạn 2 câu 11 đến 15, đó là một hậu quả đau đớn của một thế hệ xây bỏ Chúa, của một thế hệ không biết Chúa. Tuy nhiên, tất cả những điều đó bắt nguồn từ sự giáo dục của lớp người trước. Có một điều đặc biệt đó là trong thời kỳ của môi xe, thì môi xe luôn luôn dặn dân sự phải cẩn thận truyền lại lời Chúa cho con cháu. Trong thời kỳ phục truyền luật lệ ký, rất nhiều lần Môi Xe truyền luật pháp của Đức Giê-hô-va cho dân sự và luôn luôn đi kèm theo đó là lời căn dặn truyền lại luật pháp đó cho con cháu của mình. Phục truyền luật lệ ký chương 32 từ câu 46 đến 47. Môi Xe căn dặn họ hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em và truyền lại cho con cháu anh em để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp này. Vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu, nhưng là sự sống của anh em. Nhờ lời này, anh em sẽ được sống lâu trên đất mà anh em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Dô Đanh. Môi xe là một người lãnh đạo luôn luôn căn dặn dân sự, phải nhớ đến con cháu của mình. Tuy nhiên trong thời kỳ của Dô Xuê, Dô là một nhà lãnh đạo rất được ơn ở trước mặt Chúa và là một nhà lãnh đạo rất thành công sau môi xe nhưng trong sách Jose cũng như trong sách các quan xét hiếm khi thấy Jose căn dặn dân Israel phải truyền lại luật pháp cho con cháu của mình Jose có lập giao ước với dân Israel và có căn dặn những luật pháp của đức chúa trời cho dân Israel nhưng Jose không có nhắc là dân sự phải truyền những lời đó cho con cháu còn trong thời kỳ của môi xe thì môi xe luôn luôn nhắc rằng những lời này phải truyền lại cho con cháu của anh em và cái thế hệ trẻ thế hệ thứ hai đã không làm điều đó họ đã chỉ lo gây dựng sản nghiệp lo tích lũy cơ đồ mà họ không dạy dỗ con cháu mình trong đường lối kính sợ chúa chúa ban ơn phước cho họ bởi lòng thương xót của ngài rõ ràng là những lời lành của chúa đã được ứng nghiệm và chúa đã cho họ được hưởng cái sứ hứa đó nhưng nó được duy trì bao lâu là do sự kính sợ Chúa của dân tộc đó. Chúa có làm ơn cho họ và Chúa đã làm thành lời hứa của Ngài trên dân đó. Nhưng nó không được duy trì bởi vì dân tộc đó họ không duy trì cái lòng kính sợ Chúa cho các thế hệ về sau. Và một điều nữa đó là môi xe thì có người kế nhiệm. Môi xe có người kế nhiệm, đó là Dô Bởi vì từ khi còn trẻ, Dô đã theo môi xe phụ giúp Môi Xe trong các công việc lãnh đạo của Môi Xe. Nhưng trong thời kỳ Giô-xuê, không có người kế nhiệm để dẫn dắt thế hệ sau. Đây là một sự thiếu sót của cái thế hệ thứ hai này. Đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là dân sự của Chúa, chúng ta là những bậc phụ huynh, là những bậc ông cha trong thế hệ thứ hai. Chúng ta có kinh nghiệm được rằng Chúa đã ban ơn phước cho chúng ta và làm ơn trên đời sống của chúng ta cho chúng ta được nhận lấy sứ tốt tươi của Ngài. Chúng ta chưa được vào trong đất hứa hoàn toàn, nhưng chúng ta đang sống ở trên đất như trên thiên đàng vậy. Chúng ta được hưởng tất cả những ơn phước của Chúa bởi lòng nhân từ, lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà nó có được duy trì bao lâu là do sự kính sợ Chúa của chúng ta. Con cháu của chúng ta có được hưởng tất cả những cái mà chúng ta đang hưởng hay không là do sự dạy dỗ, do sự giáo dục của chúng ta, của các bậc phụ huynh, của các bậc ông cha cho con cháu của mình. Bởi vì nếu như Chúa Giêsu chưa trở lại thì cái thế hệ thứ ba sẽ là thế hệ kế tiếp của hội thánh, là tương lai của hội thánh. Và hội thánh không phải là hội thánh của mình mà là hội thánh của Chúa. Và cái tài sản lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta không phải là của cải và vật chất. Vì của cải vật chất nó có thể tiêu tan mất đi trong một đêm. Nhưng tài sản lớn nhất mà Đức Giê-hô-va ban cho mỗi người chúng ta là con cháu là dòng dõi của chúng ta đó mới chính là cơ đồ đời đời của chúng ta ở trên đất cũng như trên thiên đàng dân israel chỉ lo tích lũy của cải cho con cháu mà không tích lũy sự kính sợ chúa thì cuối cùng những cái của cải đó đức chúa trời lại phó vào cho kẻ cướp những của cải mà họ đã dày công để gây dựng họ đã vất vả cả cuộc đời của họ để họ nghĩ rằng họ sẽ gây dựng cho con cháu của họ một cái cơ đồ vững chắc để con cháu của họ có thể tiếp tục phát triển và lập nghiệp. Nhưng tất cả những cái của cải đó bị phó vào tay của kẻ cướp và dân Israel bị các dân ngoại cấu xé. Thế hệ thứ hai này họ vẫn sống được bình tĩnh. Nhưng chính cái thế hệ thứ ba mới là những người phải gánh chịu tất cả những hậu quả do thế hệ thứ hai để lại. Vậy nên cái điều mà chúng ta cần đó là nghĩ đến tương lai của chúng ta. Bởi vì trong thời kỳ này, chúng ta thế hệ này, chúng ta có thể kính sợ Chúa và được hưởng những điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng nếu như không dạy dỗ con cháu, thì chính con cháu của chúng ta sẽ là những đứa trẻ phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Như Israel đã phải gánh chịu, bị phó vào tay của cướp bóc, bị quân thù nghịch cấu xé. Và Đức Giê-hô-va hành phạt. Mỗi khi họ ra trận, tay của Đức Giê-hô-va đều giáng họa trên họ làm cái gì cũng không được thạnh vượng, đều bị giáng họa hết. Đó là hậu quả của một thế hệ lớn lên, không được biết Chúa, không được giáo dục và từ bỏ những giá trị của mình, từ bỏ những giá trị cơ đốc của mình. Chúng ta đã biết được là cái mưu trước của ma quỷ nó như thế nào rồi. Thì đừng để cho con cháu của mình bị xa vào tay của ma quỷ. Và những thanh niên ở đây, các cháu ở đây, các em đã biết được là cái mưu trước của ma quỷ nó như thế nào rồi. Chúng nó sẽ tìm cách để loại bỏ những giá trị cơ đốc của các em và nhồi vào trong đầu của các em những giá trị đổi bại vô đạo đức của chúng nó. Vậy thì đừng để cho chúng nó khiến các em thành một miếng mồi cho chúng. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là kìa ta sai các con như là chiên đi vào giữa bảy muông sói. Vậy nên phải đơn sơ như chim bồ câu và khôn khéo như rắn. Tại sao Chúa lại bảo chúng ta phải khôn khéo như rắn? Tại sao không dùng một con vật nào khác mà lại dùng con rắn? rắn là biểu tượng của ma quỷ Bố câu là biểu tượng của đức thánh linh nhưng rắn là biểu tượng của ma quỷ tuy nhiên cũng có nhiều điều chúng ta có thể học được từ cái cách tấn công của con rắn đó là con rắn nó biết lúc nào là nó ẩn nấp và lúc nào là nó tấn công mà nó đã tấn công là nếu mà người kia không nhanh ấy là nó chỉ có trúng thôi chứ nó không có trượt đó là chúa dạy chúng ta phải biết chớp lấy thời cơ chớp lấy cơ hội nhưng tại sao lại dùng là rắn bởi vì đó là chúa muốn chúng ta phải hiểu biết các mưu trước của ma quỷ khôn khéo như rắn phải biết được các đường lối của nó biết được các cái mưu trước của nó mưu mô của nó nó tính toán cái gì trong đầu mình phải biết được như vậy để mình có thể kiểm soát và cai trị trên nó ngày nay nếu như mà phụ huynh không biết được con em mình phải đối diện với cái gì ví dụ đơn cử như tiktok nếu như các bậc phụ huynh biết công nghệ thì không sao nhưng các bậc phụ huynh không biết công nghệ thì không biết được đó là cái gì và nếu như chúng ta không theo kịp được con em mình trong cái lĩnh vực đó thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát được làm sao chúng ta dạy dỗ được nó nó sẽ rất dễ dàng để qua mặt chúng ta vậy nên là chúa dạy chúng ta khôn khéo như rắn để chúng ta biết được các mưu trước của nó để chúng ta chống lại nó và cai trị trên nó bắt nó phải phục chúng ta chứ không phải là chúng ta làm nô lệ cho nó nếu như chúng ta không biết những mưu trước của nó chúng ta sẽ làm nô lệ cho nó nhưng nếu như chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ không để mình làm nô lệ cho nó nữa. Và nguyên nhân thứ ba mà dẫn đến sự hủy hoại của dân Israel đó là họ không súng đúng với sự kêu gọi của Chúa. Đức Giê-hô-va đã giải cứu họ và ban một sứ tốt đẹp cho họ, mục đích để họ thờ phượng Ngài. Nhưng trong suốt quá trình ở trong đồng vắng và cho đến khi vào sứ hứa thì dân Israel đã không súng đúng với mục đích này, Họ đã quên mất rằng mục đích họ đi ra khỏi xứ Ai Cập là để họ thờ phượng Chúa. Nhưng mà họ đã không sống đúng với điều đó. Họ sống vì cái mục đích, vì cái lợi ích xác thịt của riêng mình. Và ngày nay nếu như chúng ta không biết sự kêu gọi của Chúa và không biết mục đích Ngài đặt để chúng ta trên đời này, trong nơi mà chúng ta đang ở là gì thì chúng ta sẽ không biết cách để sống đẹp lòng Ngài. Bởi vì khi không biết mục đích thì sẽ không có mục tiêu. Không có mục tiêu thì sẽ không thể nào có kết quả được. Và mục đích mà Chúa gọi chúng ta ở giữa thế gian này và cứu chúng ta khỏi trốn hư nát để chúng ta là một dân thánh cho Ngài, một dân biệt riêng cho Ngài để thờ phượng Ngài. Và như chúng ta đã biết, thờ phượng nó không phải là hát múa, nó không phải là nhảy nhót ở trước mặt Chúa. Nhưng thờ phượng là chỉ về một đời sống đầu phục Chúa hoàn toàn và vâng theo mọi sự chỉ dẫn của Ngài. Một đời sống thánh khiết, biệt riêng một đời sống vâng phục, sống đặt Chúa ở vị trí cao nhất trong cuộc đời và ý muốn Ngài phải cao hơn ý muốn của lòng chúng ta. Và cái mục đích mà Chúa đặt chúng ta ở trong nơi của chúng ta, trong công ty của chúng ta, trong trường học của chúng ta để chúng ta làm một dân thánh cho Ngài. Tại sao chúng ta ở trong công ty đó là bởi vì Chúa muốn dùng chúng ta làm một dấu lạ cho những người xung quanh để họ nhận biết Chúa trên đời sống của chúng ta. Tại sao chúa đặt các em các cháu ở trong trường học trong lớp học đó để làm đại sứ cho chúa và làm dân thánh cho chúa để cho các cái dân đó những cái đứa trẻ bị bại hoại đó chúng nhận biết rằng dân của chúa là một dân khác tiêu chuẩn của chúa là tiêu chuẩn khác không thể nào pha tạp với chúng được và khi mà chúng ta để ý muốn của chúa cao hơn trên đời sống của chúng ta thì chắc chắn rằng đời sống của chúng ta sẽ tỏa ra mùi thơm của chúa và ở nơi nào chúng ta đến thì mọi người đều sẽ phải nhận biết nếu như chúng ta thực sự để ý muốn của Chúa cao hơn trên đời sống của chúng ta. Như trong sách Job, chương 23, câu 11 đến 12, ông Job đã cam kết với Đức Chúa Trời như thế này. Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi. Đây là một đời sống thờ phượng và đầu phục Chúa hoàn toàn. Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để làm muối của đất và là ánh sáng của trần gian. Trong sách Matthew thì Chúa Giêsu chỉ nói rằng các người là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Nhưng trong sách Luca thì Chúa Giêsu nói rằng các người là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Nếu như muối không dùng cho ruộng hay cho phân được thì phải bỏ đi. Trong sách Luca đã nói rõ hơn về cái mục đích và tác dụng của muối dùng cho ruộng và cho phân. Dùng cho ruộng là để cho cây được tốt hơn, cây nó được phát triển tốt hơn. Còn dùng cho phân là để nó loại bỏ tất cả những cái độc tố và tất cả những cái mùi hôi ô uế của cái phân đó. Thì cơ đốc nhân chúng ta được kêu gọi là muối của đất. Thì có hai điều đó là chúng ta phải thúc đẩy những cái giá trị tốt. Thúc đẩy những giá trị tốt đẹp và loại bỏ những cái thứ ô uế, rác rưởi cặn bã của thế gian. Không những là chúng ta loại bỏ trên đời sống của chúng ta, mà trên những người chúng ta ảnh hưởng. Đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Giêsu trên Cơ Đốc nhân và ánh sáng của trần gian chiếu sáng ra những giá trị tốt đẹp của Chúa, những giá trị của Cơ Đốc. Nhưng nếu như chúng ta không giữ lấy những giá trị đó thì chúng ta làm gì có gì mà chiếu sáng? Vậy nên kể cả đến những cháu nhỏ khi các cháu đã đi học thì tức là các cháu đã bước vào trong một môi trường riêng của mình. Cái môi trường đó là Chúa đặt để các cháu ở đó vì một mục đích là muối của đất, ánh sáng của Trần gian. Khi mà các cháu vẫn còn trong vòng tay của cha mẹ thì đó vẫn là đang trong quá trình được dạy dỗ, được chuẩn bị để bước vào một nhiệm vụ kế tiếp của các cháu đó. Cái nhiệm vụ đó là muối của đất và ánh sáng của Trần gian để phát huy để thể hiện ra những giá trị mà mình đã được dạy dỗ mình đã được nuôi dưỡng như thế nào thì phải thể hiện ra bởi vì đến ngày phán xét chúng ta đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt chúa già trẻ lớn bé trai gái ai nấy đều phải chịu trách nhiệm trước mặt chúa và nếu như chúng ta không sống đúng với mục đích chúa đặt để chúng ta không làm tròn trách nhiệm của mình thì chúng ta sẽ bị chúa hỏi trong ngày phán xét chắc chắn một người phải chịu trách nhiệm cho đức tin của mình đức tin kiểu ăn theo sẽ không được chấp nhận đức tin kiểu ăn theo đó là ăn theo bố mẹ ăn theo mục sư ăn theo anh chị nghĩ rằng là mình tin chúa từ khi còn bé bố mẹ đã cầu nguyện cho mình để tin chúa nhưng khi bố mẹ cầu nguyện cho mình thì mình đâu có nhận thức ý thức lắm đâu khi mình càng lớn lên thì mình càng phải chịu trách nhiệm với cái đức tin của mình có những ca sĩ rất nổi tiếng ở trên thế giới họ có xuất phát điểm là cơ đốc nhân thậm chí gia đình của họ Bố mẹ họ là mục sư, như là một ca sĩ rất nổi tiếng tên là Katy Perry. Katy Perry là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng, ca sĩ hạng A trên thế giới. Cô ta liên tục hát những cái bài hát đi ngược lại với giá trị Cơ đốc. Nhưng chính cô ta là một người mà bố mẹ là mục sư. Bố mẹ là mục sư trong hội thánh rất lớn. Và cô ta đã từng đã tham gia trong ca đoàn của của nhà thờ cho đến khi 16 tuổi nhưng mà bởi vì cô ta muốn chạy theo những cái sự nổi tiếng, sự ham muốn của thế gian nên cuối cùng cô ta đã từ bỏ giá trị cơ đốc của mình và chạy theo thế gian làm nô lệ cho ma quỷ. Bởi vì Katy Perry đã kết ước với ma quỷ để được nổi tiếng. Lady Gaga cũng có xuất thân là cơ đốc nhân đó. Một điều cực kỳ nguy hiểm ngày nay đó là khi thế hệ thứ hai kính sợ Chúa thì chắc chắn thế hệ thứ ba được Chúa ban ơn, ban phước được Chúa chúc phước cho vô cùng lạ lùng về sự khôn ngoan, sự thông minh, về sự khỏe mạnh của thân thể. Nhưng ma quỷ nó luôn luôn nhìn vào những điều đó để nó muốn giành giật. Katy Perry hát rất hay là một giọng ca đầy ơn của Chúa. Nhưng ma quỷ đã nhìn thấy điều đó và nó cướp lấy cô ấy khỏi vòng tay của cha mẹ. Cướp lấy cô ấy khỏi những giá trị cơ đốc và sử dụng để thành công cụ của ma quỷ. Bởi vì cô ấy rất giỏi nó không bao giờ muốn những người tài giỏi phục sự cho Đức Giê-hô-va Và nó luôn luôn muốn tranh giành những con cái của chúng ta Con cái của chúng ta là những đứa trẻ rất tài năng Được ân tứ của Đức Chúa Trời Nhưng nếu như không được dạy dỗ trong đường lối của Chúa Và không dạy chúng để sống đúng với mục đích Sống đúng với sự kêu gọi của Chúa Thì nó chắc chắn là miếng mồi ngon cho ma quỷ Đó là cái lý do thứ ba Dân Israel dẫn đến sự hủy hoại Lý do thứ tư Họ lai tạp với thế gian Mục đích Chúa gọi dân Israel để làm một dấu cho muôn dân, để muôn dân nhận biết Đức Giê-hô-va là Chúa có một và thật mà quay trở lại với Ngài. Nhưng bởi vì họ không sống đúng với mục đích đó, nên thay vì dân Israel ở giữa thế gian để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thì bây giờ họ lại đắm chìm trong thế gian và xây bỏ Chúa. Thế gian luôn luôn là một cái bẫy với đủ các thể loại cám dỗ mà ma quỷ đưa đến. Và Đức Chúa Trời đã cảnh báo rồi Nếu như không diệt hết các dân đó Thì nó sẽ là một cái bẫy cho các người Cơ đốc nhân phải là một cái thuyền cứu hộ ở trên biển Nhưng khi nước biển tràn vào thuyền rồi Thì sẽ gặp rắc rối lớn Nếu như không nhanh chóng mà giải quyết nó Thì sẽ bị chìm, thậm chí là chết Lý do thứ năm cũng là lý do cực kỳ nguy hiểm Dẫn đến sự hủy hoại của dân Israel Họ cứng lòng và không ăn năn. Các quan xét đoạn 2, câu 16 đến 23. Bấy giờ Đức giê hô va dấy lên những quan xét để giải cứu họ khỏi tay kẻ cướp bóc. Nhưng họ cũng không nghe lời các quan xét vì họ thông dâm với các thần khác và quỳ lại các thần ấy. Họ vội từ bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng theo gương tổ phụ mà vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va. Mỗi khi Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ các quan xét thì Ngài ở cùng vị quan xét ấy trong suốt thời gian vị quan sát còn sống, Đức giê giải cứu Israel khỏi tay các kẻ thù. Vì Ngài động lòng thương xót trước những tiếng thở than của họ trong lúc họ bị đọa đầy, áp bức. Nhưng khi vị quan sát ấy qua đời, thì Israel lại làm điều tệ hại hơn tổ phụ mình, đi theo các thần khác, phụng sự và quỳ lại các thần ấy. Họ không chịu từ bỏ các việc ác, nhưng cứ tiếp tục ngoan cố. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với Israel, và ngài phán: Vì dân này phản bội giao ước mà ta đã truyền cho tổ phụ họ và vì họ không vâng lời ta, nên ta cũng chẳng đuổi khỏi họ một dân tộc nào mà Josue để lại trước khi qua đời. Ta sẽ dùng các dân tộc ấy để thử nghiệm Israel, xem họ có gìn giữ và đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va như tổ phụ họ chăng. Vì vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc này ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng đi và cũng không phó chúng vào tay Josue vì cái thế hệ thứ ba này lớn lên không biết chúa nên họ không thể ăn năn được một người chỉ có thể ăn năn khi họ biết chúa là ai khi họ biết chúa là đức chúa trời có quyền năng là đứng có quyền tha tội nhưng khi đã không biết chúa thì không thể nào ăn năn được sau lơ khác với david david phạm tội sau lơ cũng phạm tội nhưng sau lơ chưa một lần nào ăn năn còn david thì ăn năn ngay trong đau đớn bởi vì sau lơ không có mối quan hệ cá nhân với chúa sau lơ chỉ dựa vào cái mối quan hệ với Samuel để cầu khẩn chúa thôi sau lơ không có mối quan hệ trực tiếp và không có mối quan hệ cá nhân với chúa nên sau lơ không biết ăn năn còn david thì khi ông phạm tội ông ăn năn ngay lập tức nhưng bây giờ khi thế hệ thứ ba này lớn lên không được dạy dỗ trong đường lối chúa quên chúa là ai nên không biết cách ăn năn không thể ăn năn họ cứng lòng họ không nghe lời các quan xét là những người chúa chỉ định để giải cứu họ Họ coi các thần của dân ngoại là chúa của mình và thông dâm với chúng mà làm điều cực kỳ ác. Và không ăn năn là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì họ không ăn năn nên là cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với họ. Một người ngoan cố và một người nhất quyết không ăn năn việc ác của mình thì không thể có cách nào để cứu chữa cho người đó được. Chúa chỉ tha tội cho người đó khi người đó ăn năn nhận biết tội lỗi của mình, cũng như là chúng ta chỉ có thể cầu thay cho một người khi người đó ăn năn. Có tấm lòng mềm mại, lắng nghe. Còn khi đã ngoan cố, không chịu nghe lời sửa dậy, không chịu nghe lời của các quan xét là những người mà Chúa chỉ định lập lên, thì không có cách nào để cứu được họ. Và cuối cùng dân Israel đã chuốc lấy hậu quả là sự lụn bại, sự suy đồi, sự băng hoại trong đạo đức và liên tục bị quân thủ nghịch cắn xé. Từ một dân tộc nổi tiếng mạnh mẽ, lớn mạnh, Giờ họ trở thành miếng mồi cho bầy muông sói là các dân tộc xung quanh để bị trà đạp, bị cắn nuốt. Các quan sát đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Đức Giê-hô-va còn để lại các dân tộc để thử nghiệm dân Israel là những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở Canaan. Ngài chỉ muốn dạy cho các thế hệ mới của dân Israel biết cách chiến đấu, đặc biệt là cho những người trước đây chưa từng quen với trận mạc. Các dân tộc này gồm dân Philippines và năm lãnh chúa của chúng, tất cả dân Canaan, dân Sidon và dân Hevit ở núi Liban, từ núi Ba Anh Hẹt Môn cho đến đèo Hamat. Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc này để thử nghiệm Israel, xem họ có vâng theo các điều dân mà Ngài dùng môi xe truyền cho tổ phụ họ chăng. Như vậy, dân Israel sống chung với dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorit, dân Phê-rê-xít, dân Hevit và dân Jebusit, họ cưới con gái của chúng làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng và phụng sự các thần của chúng. Khi chúng ta nhìn vào các dân tộc ở trong xứ, thì chúng ta sẽ thấy có một số cái tên như sau. Dân Philippines có nghĩa là kẻ thù địch, kẻ phàm tục. Phàm tục tức là coi thường các giá trị của vẻ đẹp, của nghệ thuật, của tâm linh và của trí tuệ. Canaan nghĩa là người buôn bán và người bị khuất phục, người bị làm nô lệ. Sidon, dân đánh cá, làng trài. Hevit, gian ác và độc ác. Hetit, kẻ sợ hãi. Amorit, cay đắng và phản loạn. Đây là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã để lại trong xứ của dân Israel. Bởi vì Israel không diệt hết các dân tộc gian ác này, nên giờ đây họ phải chung sống với các dân tộc này. Vì họ đã chọn như vậy. Họ đã chọn chung sống với các dân tộc gian ác này và chúng ta thấy là những cái giá trị của các dân tộc này nó không có một cái giá trị nào ích lợi cho tâm linh nó chỉ là những thứ phàm tục những thứ thế gian những cái công việc lo lắng của thế gian những sự gian ác độc ác sợ hãi cay đắng và phản loạn những giá trị tốt đẹp của israel bây giờ không còn mà thay vào đó là những thứ rác rưởi phàm tục vô bổ thế gian độc ác cay đắng và phản loạn của các dân tộc xung quanh ban đầu israel nghĩ rằng để lại các dân tộc này để phục dịch mình nhưng họ không biết rằng khi họ không kính sợ chúa nữa khi chúa không ở cùng họ nữa khi chúa không phó sức mạnh cho họ nữa thì giờ họ lại trở thành nô lệ cho các dân tộc kia chúa đã cứu và giải phóng chúng ta khỏi thế gian và chúa muốn chúng ta không làm nô lệ cho thế gian nữa nhưng một khi chúng ta đã nhượng bộ thế gian thì nó sẽ bắt chúng ta làm nô lệ và phục dịch nó. Vì thế gian vốn thuộc về ma quỷ. Và ma quỷ không bao giờ muốn buông tha bất cứ một ai. Nên khi chúng ta nhượng bộ nó thì nó sẽ bắt chúng ta làm nô lệ ngay lập tức. Nếu vâng lời Chúa mà chống trả nó và đuổi hết chúng nó ra khỏi xứ thì dân Israel sẽ được ở bình tĩnh và được hưởng phước lành của Chúa và dòng dõi của họ lớn lên sẽ là một dòng dõi ở trong một cái môi trường lành mạnh kính sợ Chúa nhưng vì không vâng lời chúa và nhượng bộ nên các dân tộc này đã cắn xé israel tuy nhiên trong sự mưu luận của chúa thì ngài lại dùng chính các dân tộc này để thử nghiệm israel ngài đã cho họ một cơ hội thứ hai như ngài đã cho thế hệ đầu tiên vậy lòng nhân tử của ngài vẫn còn trên dân ngài và như là trong thế hệ đầu tiên khi họ bất tuân lời của chúa thì ngài có cho họ cơ hội để làm lại thì bây giờ Ngài cũng cho dân Israel một cơ hội để làm lại. Bởi vì Ngài phán rằng là Ngài muốn thử và Ngài muốn tập cho cái thế hệ này, tập chiến trận cho thế hệ này để họ quen dần. Nhưng mà thử thách lần này đối với dân Israel khó hơn rất nhiều so với trước kia. Bởi vì thế hệ này không biết Chúa và không có người lãnh đạo kính sợ Chúa như dân Israel đã có với môi xe. Và họ như những cây hoang, cây dại, như những bụi gai tàn trong đồng vắng sa mạc, dù đang ở trong một nơi tốt tươi, đượm sữa và mật, thì họ vẫn chỉ là như những cây hoang cây dại trong sa mạc mà thôi. Tổ phụ của họ đã lang thang trong đồng vắng 40 năm. Nhưng có Chúa dẫn dắt thì nơi đó cũng biến thành suối mát. Bởi vì Đức Chúa Trời đã phán rằng là ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong hoang mạc, áo các ngươi mặc không rách, dép các ngươi mang không mòn họ chỉ là một dân du mục thôi nhưng mà họ được kinh nghiệm những sự chăm sóc những sự dẫn dắt tuyệt vời và lạ lùng của chúa không có nhà cửa chỉ là những cái túp lều nhưng bây giờ họ đầy đủ mọi thứ rồi ở trong một xứ tốt tươi rồi đượm sữa và mật rồi nhưng không có chúa dẫn dắt thì thậm chí nó còn khốn khổ hơn lúc trong sa mạc nữa ngày nay chúng ta thấy các quốc gia có các đường lối các chính sách riêng của họ để họ duy trì phát triển quốc gia đó nhưng sự thành bại của một quốc gia nằm ở việc họ có nhận biết chúa có kính sợ chúa và có trung thành với chúa hay không thời kỳ của jose là một thời kỳ huy hoàng và rực rỡ của israel với những chiến tích lẫy lừng bởi vì đức chúa trời đã chiến đấu cho họ đức chúa trời ở cùng họ nhưng thời kỳ các quan xét là thời kỳ israel đã rơi xuống vực thẳm xây bỏ chúa đi theo các thần ngoại bang và ai nấy đều làm theo điều mắt mình cho là phải đó là một câu lặp đi lặp lại ở đoạn cuối của sách các quan xét, khi họ không có vua, không có người lãnh đạo thì ai nấy đều làm theo điều mắt mình cho là phải, không vâng theo lời của Đức Giê-hô-va. Tóm lại câu chuyện của Israel được chép xuống để dạy cho chúng ta một bài học vô cùng đắt giá, đó là sự bất tuân mạng lệnh của Chúa sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường cho chúng ta và cho con cháu, cho dòng dõi chúng ta. Một thế hệ không được dạy dỗ lời của Chúa sẽ sớm băng hoại và suy đồi. Vậy nên điều mà tất cả chúng ta cần phải làm đó là Thứ nhất, vâng lời Chúa hoàn toàn và cẩn thận làm theo sự chỉ dẫn của Ngài. Như đã chép trong Dô chương 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Điều thứ hai, dạy dỗ con cháu mình đường lối kính sợ Chúa và đừng chỉ lo cho đời mình, đừng chỉ lo cho thế hệ của mình, phải nghĩ đến tương lai của con cháu mình, bởi vì đó cũng là tương lai của hội thánh nữa. Và đó là sản nghiệp là cơ nghiệp mà Chúa đã ban cho chúng ta, có trách nhiệm phải gìn giữ, phải bảo vệ và phải nuôi dạy cho đúng. Trong sách Châm ngôn chương 22 câu 6, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó. Điều thứ ba cần phải làm, sống đúng mục đích và sự kêu gọi của Chúa. Mục đích và sự kêu gọi của Chúa, đó chính là trong sách Phục Truyền, chương 6, từ câu 4 đến câu 9. Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời. Hãy ghi lòng tạc dạ những lời mà tôi truyền cho anh em ngày nay. Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy. Hãy buộc những lời ấy vào tay, làm dấu, đeo lên chán làm hiệu và viết các lời đó lên khung cửa nhà và trước cổng. Trong cái mạng lệnh này thì môi xe cũng đã truyền cho dân Israel phải ân cần dạy dỗ luật pháp của Đức Giê-hô-va cho con cháu của mình. Cái mục đích sống của chúng ta mà Chúa kêu gọi chúng ta Thứ nhất đó là hết lòng, hết ý, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và ân cần dạy dỗ luật pháp của Chúa cho con cháu của chúng ta. Mục đích thứ hai mà Chúa kêu gọi chúng ta đó là các con là muối của đất và là ánh sáng của thế gian. Chúa Giê-xu đã kêu gọi chúng ta như vậy. Điều thứ tư, biệt riêng khỏi thế gian và không pha tạp với thế gian. Răng nhất chương 2 từ câu 15 đến 17. Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Và đó là tiêu chuẩn mà Chúa yêu cầu các con cái của Chúa, biệt riêng khỏi thế gian. Thứ năm, phải có lòng mềm mại tôn trọng thẩm quyền của Chúa, tôn trọng sự lãnh đạo mà Chúa đã chỉ định, nhận biết tội lỗi và ăn năn để được thương xót. Bởi vì dân Israel khi mà Chúa đã kêu gọi những quan xét lên để dẫn dắt họ, họ thậm chí không nghe lời các quan xét và họ không ăn năn. Nên là những tai họa đó không dứt khỏi họ mà Chúa cứ dáng những tai họa đó trên họ cho đến khi nào họ nhận biết thì thôi. Chúa đã thiết lập những người đại diện cho Ngài để cai trị và dẫn dắt dân sự. Ai nghe theo lời phán của Ngài qua những người đó thì được thương xót và được phước và ai chẳng nghe thì Chúa sẽ phó họ vào con đường mình đã chọn. Và thường thì con đường đó không dẫn đến sự thành công. Những người mà Chúa đã chỉ định đó làm thế nào để chúng ta biết được rằng đó là người Chúa đã chỉ định để có thể nghe theo. Bởi vì những người mà không được chỉ định thì chúng ta có thể không nghe như những người đã được chỉ định đã được thiết lập thì làm sao chúng ta biết đó là những người được chỉ định để nghe theo đó là những tôi tớ thật của chúa để nghe theo qua các công việc làm của họ qua những kết quả mà họ đã đạt được qua những công việc của họ lời nói thì có thể là ai cũng có thể nói hay được nhưng công việc làm không phải ai cũng làm hay được vậy nên nhìn vào những công việc của những người tôi tớ của chúa để biết đâu là người được chúa chỉ định và nhận biết rằng nếu như đó là người được chỉ định thì ai nghe theo lời phán của ngài qua những người đó sẽ được thương xót và được phước còn ai không nghe thì chúa sẽ phó họ vào con đường mà mình đã chọn dân sự của chúa dân israel bị gọi là một dân phản nghịch bởi vì họ đã chống lại những người lãnh đạo mà ngài lập nên khi mà chúa hiện ra trực tiếp với họ thì họ sợ quá nghe thấy tiếng chúa họ đã không thể chịu nổi Họ cầu xin môi xe là đừng để chúng tôi nghe nghe lời phán của Đức Giê-hô-va nữa, chúng tôi không chịu nổi được. Nhưng xin ông hãy phán với chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo. Bởi vì họ không chịu nổi được sức nặng của lời phán của Chúa trực tiếp. Nên Chúa phán với họ qua đầy tớ của Chúa là môi xe. Và dân sự của Chúa khi mà họ đối diện với Chúa, nếu như mà Chúa hiện ra với họ, không bao giờ họ dám phản nghịch Chúa mà lúc đấy chỉ có sấp mặt xuống hết cỡ bởi vì là vinh quang của Chúa quá lớn. Nhưng tại sao dân của Chúa lại bị gọi là dân phản nghịch? Bởi vì dân của Chúa chống lại những người lãnh đạo mà Ngài lập nên. Và kết cục cho những người phản nghịch đó là trong Thi thiên chương 68 câu 6, Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn, xong những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. Thậm chí những người phản nghịch cũng đã nhiều người bị ngã chết và bị đất thả ra để nuốt nuốt sống chúa không muốn cho dân của ngài cứng lòng nhưng ngài muốn họ hạ mình ăn năn để được tha thứ và được thương xót bởi vì một khi đã cứng lòng đã không ăn năn thì không có cách nào để cứu được bởi vì họ đã chọn như vậy rồi đức chúa trời ngài là đứng nhân từ ngài là đứng giàu lòng yêu thương và luôn luôn sẵn lòng tha thứ những ai hạ mình ở trước mặt ngài bởi vì trong Esai chương 57 câu 15 và Esai chương 66 câu 2 đã có chép rằng là người mà Đức Chúa Trời đoái xem là người khiêm nhường, có tâm linh thống hối, là người run sợ khi nghe lời ngài phán. Đó là người sẽ đứng ơn ở trước mặt Chúa. Sau khi ăn năn rồi thì phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Có nghĩa là từ bỏ điều giữ và làm các điều công chính đi trong đường lối của Chúa. Còn kết cục cho người không ăn năn đã chép trong Roma chương 2 từ câu 5 đến câu 6. Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thánh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời là đứng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Trong cuộc đời mà chúng ta theo Chúa thì có nhiều cách để Chúa có thể dạy dỗ chúng ta. Nhiều khi các con cái của Chúa vì một lý do nào đó chúng ta phạm tội và bởi lòng nhân từ của Chúa Chúa sửa phạt chúng ta ngay lúc đó Để chúng ta nhận biết rằng đó là tội lỗi Và chúng ta ăn năn Chúng ta thấy những hình phạt của Chúa và ăn năn Đó là lòng nhân từ của Chúa Qua sự sửa phạt của Ngài Ngài dùng sự hoạn nạn để cứu những kẻ bị hoạn nạn Là như vậy Nhưng một điều nguy hiểm hơn đó là Nếu như chúng ta không bị sửa phạt trong đời này Mà Chúa cứ để cho chúng ta đi theo cái đường lối đó Và chúng ta không biết ăn năn Chúng ta không biết cách ăn năn Chúa phó chúng ta trong cái sự cứng lòng đó rồi thì đến cuối cùng chỉ còn lại là sự giận về ngày phán xét trong ngày phán xét cơn thạnh nộ của chúa đó là điều cực kỳ nguy hiểm vậy nên đang khi còn gọi là ngày nay thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn trong đồng vắng đó là ý muốn của chúa cho dân sự của ngài cho nên như đức thánh linh phán rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn là ngày thử chúa trong đồng vắng vâng lời ngài và tin cậy ngài sẽ không bao giờ thất bại hết những câu chuyện này được chép xuống để cho chúng ta thấy được rằng trên tất cả những điều đó trên tất cả những điều mà chúng ta đã vừa học thì đức chúa trời ngài vẫn luôn nhân từ và thành tín với dân của ngài vì cơn giận của ngài chỉ trong chốc lát còn ơn huệ của ngài hằng có trọn một đời sự khóc lóc đến trọ ban đêm nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng câu chuyện trong sách các quan xét được chép xuống để cho chúng ta thấy rằng dù khi cả dân tộc đó bất tuân với chúa nhưng khi tai họa ập đến với họ, khi mà họ gen xiết và họ kêu cầu Chúa, thì Ngài vẫn luôn sẵn sàng giải cứu dân Ngài khi họ ăn năn và quay trở về với Ngài. Đó là lòng nhân từ và lòng thương xót của Ngài vô cùng lớn trên các con cái của Chúa. Lòng nhân từ của Chúa được bày tỏ để con cái của Chúa sống một đời sống biết ơn và sống xứng đáng với lòng nhân từ đó. Chứ không phải để họ nhân đó mà phạm tội ngày càng nhiều hơn. Bởi vì khi một người đối xử tốt với chúng ta, nhân từ yêu thương chúng ta, nếu là một con người biết cách sống, biết điều, tất nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn biết ơn người đó và luôn muốn làm những điều tốt nhất để làm hài lòng người đó, làm vui lòng người đó. Nhưng đối với Chúa thì nhiều người lại ngược lại nữa. Nhân sự nhân từ của Chúa để mà phạm tội nhiều hơn, nhưng Chúa không muốn như vậy. Đức Chúa Trời nhân từ, Ngài cũng là một Đức Chúa Trời công chính. Và những ai nhận biết Ngài, sống theo sự dẫn dắt của Ngài, họ có lòng hạ mình ăn năn thì sẽ được Ngài thương xót. Còn ngược lại sẽ không tránh khỏi cơn thạnh nộ của Ngài. Vậy thì kết luận, có hai câu kinh thánh tổng kết lại bài ngày hôm nay trong phục truyền đoạn 10 câu 12 đến 13. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Chúa. Không những là cho dân Israel mà cho tất cả chúng ta là con cái của Ngài. Vậy hỡi Israel, bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Jehovah mà ta truyền cho ngươi ngày nay để ngươi được phước. Giô-suê chương 22 câu 5. Xong phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà môi xe tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho các ngươi. Tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều dân Ngài, chiếu mến Ngài và hết lòng, hết ý, phục sự Ngài. Câu này được chép trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính như sau. Nhưng phải cẩn thận làm theo điều dân và luật pháp mà môi xe đầy tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho anh em. Tức là kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, Đi theo đường lối Ngài, tuân giữ các điều răn Ngài, gắn bó với Ngài và hết lòng hết linh hồn mà phục vụ Ngài. Khi dân sự của Chúa hết lòng hết ý để tìm cầu Chúa và kính mến Chúa, từ các bậc ông cha từ các bậc phụ huynh đến các con cháu đến các dòng dõi của chúng ta, làm theo các điều răn của Ngài, đi trong các đường lối Ngài thì chắc chắn một điều dân sự của Chúa sẽ luôn thành công và chẳng thiếu thốn của tốt nào hết. Ơn phước của Đức Giê-hô-va sẽ tuôn đổ đến ngàn đời cho những ai yêu mến và giữ gìn mạng lệnh của Ngài. Amen.